Xin chào các bạn, đây là cái phôi chạc 75 nha các bạn, 75 đầu 20. Cái này là của bạn Thuận nè. Bữa bạn coi clip xong cái bạn nhờ mình cắt cho chú Thuận này các bạn, nhưng mà mình chưa có làm cái kẹp, mới khoan xong taro răng này các bạn. Cho các bạn nhìn cái răng đó nè. Rồi, các bạn thấy nó dài không? Cái răng của cái rắn thấy không? Yên tâm mà siết ốc, không sợ bị tuôn răng. Này các bạn nhìn bên đây nữa không? Không? Chất lượng không? Còn cái tên này thì tùy theo cái tên mà mình sẽ chọn cái phông chữ, nhìn sao cho nó hợp lý. Chứ không có chữ nào mà giống nhau được nha các bạn. Dù chữ Thuận thì nó hợp với chữ này, nhưng mà đổi qua phông khác thì nhìn nó không có hợp. Cho nên tùy chữ mà mình sẽ chọn cái phông. Ngày mai mình cắt cái kẹp nữa là xong rồi nha các bạn. Cắt kẹp xong là sáng mai mình gửi. Này chạc 75 đầu 20. Này dày 10 ly nha các bạn. Này là inox 304, dày 10 ly. Này các bạn thấy đường cắt không? Nó sắc sảo, nó nét như vậy nè. Nó thì khi chúng ta bắn 90 độ á, thì hai cái đường này nè, hai cái đầu chạc này nè, nó là một cái mặt, một đường thẳng, nó mặt phẳng luôn các bạn, nó không có bị méo. Cái độ chính xác nó sẽ cao hơn các bạn. Các bạn thấy đường cắt không? Nét như vậy cơ mà. Này là nhé trước cho bạn Thuận coi, rồi sáng mai mình mới gửi. Chút nữa mình cắt kẹp xong rồi sáng mai mình gửi. Anh em nào cần thì cứ liên hệ với mình nha.